Việc duy trì trật tự làm sạch đẹp bộ mặt đô thị là công việc hàng ngày ở bất cứ thành phố nào và cần được thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm túc. Trong đợt tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng mà toàn thành phố đang thực hiện, việc chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự sẽ tạo tiền đề và kinh nghiệm cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thủ đô. Ghi nhận tại phường Điện Biên, quận Ba Đình. Khu vực đường tàu cắt ngang đường Trần Phú. Đây là địa bàn giáp ranh giữa ba phường Hàng Bông, Cửa Nam của quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên thuộc quận Ba Đình. Người dân thường gọi là phố cà phê đường tàu. Đây là một trong những địa chỉ tham quan địa phương khá có tiếng, thường được du khách nước ngoài quan tâm khi đến Hà Nội. Kéo theo đó là tình trạng mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường sắt. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phải nhiều lần ra quân, thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, giải tỏa. Thời gian qua thì lượng khách du lịch đến với phường Điện Biên cũng tăng hơn so với thời gian trước. Nên là phường Điện Biên đã tổ chức bố trí phân công lực lượng chốt, đảm bảo an toàn hành lang giao thông đường sắt trên địa bàn phường. Thì hệ thống đường sắt ở trên địa bàn phường Điện Biên thì là giáp ranh với ba phường Cửa Đông, Cửa Nam và Hàng Bông, thì nhiều lúc lực lượng phân công bố trí là cũng phải phối hợp với các phường để đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch. Địa bàn phường Điện Biên chúng tôi thì chỉ có các hộ dân thuần túy, không có các hộ kinh doanh. Tuy nhiên thì đây là khu vực giáp ranh thì có liên quan đến phường Hàng Bông và phường Cửa Nam. Thì có một số cái hộ kinh doanh họ lợi dụng cái việc khách du lịch đến tham quan rồi chụp ảnh thì họ có cái hoạt động là kinh doanh không đảm bảo an toàn. Thế thì về công an phường tôi đã có cái triển khai với cảnh sát khu vực là tổ chức tuyên truyền ký cam kết đối với các cái hộ dân đảm bảo cái an toàn chung của đường sắt. Cùng với đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái đơn vị bạn. Chúng tôi sẽ có cái kiểm tra xử lý dứt điểm đối với những cái hộ mà cố tình vi phạm. Được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, người dân sinh sống trong khu vực cũng đã cam kết sẽ chấp hành, không để tái diễn tình trạng mất trật tự như trước. Chứ trước thì cũng có một vài hàng có bán cà phê thì khách du lịch người ta vào người ta uống, người ta ngồi thì đương nhiên người ta bán. Thì khi có lệnh cấm thì người ta sẽ không bao giờ bán nữa cả, có thực hiện đầy đủ luôn. Có lượng chức năng đến cam kết với các hộ gia đình không được kinh doanh buôn bán trái phép ở trên lề đường, lòng đường tàu. Hiện nay là do các công ty du lịch dẫn các đoàn tour đến để tham quan vào tổ chức buổi cà phê để chụp ảnh ở trên đường tàu. Nhưng hiện nay trên địa bàn phường thực tế là không có một cửa hàng kinh doanh nào trên địa bàn ở trên đường tàu. Và Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức ký cam kết với các hộ dân đang sinh sống trên đường tàu là không được mở các hàng quán kinh doanh để bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Thời gian này, các địa phương có địa bàn giáp ranh khu vực phố cà phê đường tàu cần phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các quán cà phê đường tàu vì một hình ảnh đẹp, an toàn của thành phố.